Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch Thầy, con là Phật tử Nguyễn Thị Thư, con xin Thầy cứu giúp gia đình con một việc như sau. Bố đẻ của con sinh năm 1930, mất khoảng 20 giờ, tức 8 giờ tối, ngày 16 tháng 11 năm 2018 âm lịch, hưởng thọ 89 tuổi. Lúc bố con mất, có nhờ Thầy chùa ... cái này thì có viết tên chùa đây rồi nhưng tôi không đọc ra đây. Chùa chuyên nhốt các vong xem cho ngày giờ, tức là cái chùa đó chuyên nhốt các vong. Không phải đâu, không phải nhốt các vong. Nói là chùa đấy nhốt các vong là khổ lại là cũng không đúng. Chùa đó là cúng để các vong ở trên chùa cho quy Tam Bảo, cho các vong đó để được ăn mày Phật thôi, chứ bảo chùa nhốt vong là không đúng. Chả có chùa nào nhốt vong cả. Đấy. Chùa mà nhốt vong ấy, thì mọi người ngày xưa cứ nói tôi là cái chùa bên Bắc Ninh ấy, có cái chùa các thầy bên kia hay nhốt vong. Đấy. Ai chùa đi nhốt vong, các vị nghĩ xem. Ở pháp luật Việt Nam có cho chùa nhốt các Phật tử, cho chùa nhốt dân trong chùa không? Có không? Không. Pháp luật ở bên dương chúng ta thế thì bên âm cũng thế. Làm gì có chùa nhốt vong nào? Không có. Cũng chẳng có chùa nào bắt vong luôn. Các vị sư tu hành chân chính thì chả có chùa nào bắt vong. Chùa bên Bắc Ninh ấy, Hòa Thượng, Đức Hòa Thượng bên kia là Phó Pháp Chủ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cơ mà. Làm gì cụ lại đi nhốt vong bao giờ? Không có. Ai mà nói là chùa nhốt vong, chùa bắt vong như vậy là sai. Nhà chùa chỉ có làm lễ quy y cho vong và hướng cho vong ấy, ở chùa để tu tập mà thôi. Đó. Còn vong ở thì ở, vong không ở thì vong lại về. Thế làm gì có cái chuyện nhốt vong. Nếu mà nhốt được, xin thưa các vị, tôi đem hôm nay tôi bảo vệ, tôi bảo nhốt tất cả mấy nghìn người chúng ta ở đây, tôi cho người ta ở trong chùa tu hành về Tây Phương hết. Nhưng nhốt được không? 4 giờ 4 rưỡi xong một cái là gì? Nhìn đã mất gì một nửa rồi. 4.000 người đã mất 2.000 rồi. Khoảng độ 7 giờ xong một cái thì thôi, 4.000 người thì cũng về hết rồi, làm sao tôi nhốt được? Pháp luật ở cõi dương chúng ta không nhốt được thì dưới cõi âm cũng có gì? Cũng có pháp luật và cũng có tôn ti trật tự cõi âm chứ. Làm gì có chuyện một vị sư có thể đi nhốt vong được? Chúng ta nói như vậy là oan đấy. Nhưng mà nói như vậy là sai đấy. Đính chính nhá. Không có chùa nào nhốt vong cả. Cũng không có chùa nào bắt vong cả. Các chùa chỉ có quy y cho vong và hướng cho vong tu tập mà thôi. Đó. Thầy chùa có nói bố quan mất vào ngày tháng năm giờ xấu, xung với tuổi bố con trùng tang. Xong thầy có cho con 5 cái bùa chôn ở giữa mộ và 4 góc mộ, và một cái lọ nhỏ treo ở giữa cửa ra vào. Cả 3 người con trai đều có bùa yểm trong nhà. Tất cả các con cháu, cả mẹ con, tức là vợ của ông, đều có bùa đeo ở người. Sau khi cúng xong 3 ngày thì đưa vong của bố con lên chùa ... chùa ở Bắc Ninh, Bắc Giang gì đó. Chuyên nhốt các vong, đóng mở ngoặc đơn chuyên nhốt các vong. Sai tiếp. Làm gì có chuyên nhốt các vong. Lên đó các cụ, các hòa thượng, các thầy quy y cho vong và hướng cho vong tu tập thôi. Chứ nói là nhốt các vong là sai nhé. Đi tuyên truyền như thế là các vị phá đạo đấy. Không có nhốt vong đâu. Nhốt làm sao được. Tháng 6 năm 2019, con được một chị bạn dẫn lên chùa Khai Nguyên được nghe thầy giảng, và con có thỉnh được một cái đài về nghe thầy giảng. Con thấy làm như thế là không đúng, làm như thế không khác gì kẻ thù với nhau. Vong của bố con ở đầu đường xó chợ, con thấy thế rất thương bố, không biết bây giờ bố con ở đâu. Con kính bạch thầy cứu giúp bố con và gia đình con với ạ. Bây giờ phải làm thế nào để bố con được như mọi người? Và bây giờ những cái bùa kia thì làm thế nào ạ? Từ sau khi lên chùa Khai Nguyên, con hàng ngày vẫn tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho bố con ạ.
con xin đa tạ Thầy. Cái này Thầy phải khẳng định là một lần nữa, cả hai ngôi chùa ấy không phải là bắt vong và nhốt vong, mà các cụ chỉ làm gì, các hòa thượng, các thầy ấy chỉ làm lễ quy cho vong và hướng cho vong tu tập các pháp, các thiện pháp của Phật mà thôi. Chúng ta biết ở Hà Nội ấy, cái chùa mà cả vị nói đó xuất phát là từ một vị thiền sư, ngài gọi là ngài Như Trừng Lân Giác. Ngài ngày xưa vốn là một vị quan, còn gọi là gì, hoàng thân cốt thích ấy. Quan nhưng mà là hoàng thân cốt thích ấy. Tức là gì, họ hàng của nhà vua ấy. Nhưng sau ấy, một lần ngài tiếp xúc với một vị thiền sư, ngài bắt đầu là ngộ đạo, và sau đó ngài cải gia vi tự, tức là biến cả cái phủ của mình, cái nhà của mình, cái nhà là nhà lớn, nhà của quan mà, nhà quan, cho nên là mà nhà của gì, hoàng thân cốt thích rất là lớn, to lớn, cho nên biến cái ngôi chùa đó, biến cái nhà đó thành gì, thành ngôi chùa. Và ngài cũng đi tu tại ngôi chùa đó luôn, và sau này ngài trở thành một vị thiền sư đắc đạo nổi tiếng. Các vị có thể xem ở trong bộ sử Phật giáo Việt Nam có nói về cái ngôi chùa ấy. Và vị này sau khi đắc đạo, ngài có một cái điểm đặc biệt là gì? Ngài có một cái điểm đặc biệt đó, là ngài, chắc là ngài tu mật tông nữa, thiền sư tu thiền nhưng mà tu cả mật tông nữa, cho nên ngài có dùng những cái lá bùa để chữa bệnh cho dân. Đấy, lá bùa để chữa bệnh cho dân. Những người ốm đau bệnh tật đến, ngài cho lá bùa về, thế là gì, không phải là tất cả đều khỏi, nhưng mà đại đa số gì, những người đến xin cái lá bùa bình an của ngài, người thì đốt bùa ra uống, người thì đeo bùa thì được tránh được tà ma, bệnh tật. Còn cái vong ấy, thì cũng có nhiều vong linh ấy, mà sau khi mà mất ấy, mà xem bảo là đi xem ông thầy bùa, thầy phù thủy, thầy cúng, nó bảo là trùng tang trùng phục thế này thế khác, nhiều gia đình dòng họ âm sự rối ren, gia sự bên âm ấy, âm dương đều rối ren, thì đến với hòa thượng thì hòa thượng gì, thì đến với thiền sư cho bùa về để hoặc là đốt ra, hoặc là để như thế để chôn xuống mộ, chôn xuống nhà, vân vân, thì gia sự được bình an, âm dương được bình an. Bắt đầu từ đó cái ngôi chùa đó truyền dần cho đến bây giờ, là thời bây giờ là có Đức Hòa Thượng Phó Chủ tịch, ngài đang chủ trì cái ngôi chùa đó. Tất nhiên bây giờ làm thì nó, chúng ta phải nói thật là không được như ngày xưa nữa. Có nghĩa cái bùa ấy chỉ có cái chùa đấy mới có thôi. Cái vị tổ sư cả cái chùa đó chỉ truyền cho các đệ tử ở cái chùa đó, chứ không truyền ra bên ngoài. Ví dụ tôi bây giờ muốn đến học cũng không học được. Có nghĩa chỉ được truyền cho một vị duy nhất, một đời chỉ truyền cho một vị duy nhất, và vị đó phải trụ trì cái chùa đó mới làm được. Còn cái vị đó có thể cũng viết cái lá bùa như thế, nhưng ra ngôi chùa khác, ở nơi khác làm không hiệu, làm không linh nghiệm. Đấy, nó có cái câu chuyện từ ngày xưa ấy, từ thời nhà Lý ấy. Đó. Cái vị thiền sư từ thời nhà Lý, cái chùa đó ở giữa thủ đô Hà Nội chúng ta. Cho nên cái này chúng ta đừng có hiểu lầm là các thầy ở chùa đấy là bắt vong rồi nhốt vong rồi chúng ta lo lắng. Không phải, không phải đâu. Cái mà thầy nói là bắt vong nhốt vong bằng bùa chú của các ông thầy phù thủy á, thì chúng ta mới lo, chúng ta mới sợ, chúng ta phân biệt nhé. Phân biệt rõ bùa chú của ông thầy phù thủy nó khác với cái bùa chú của gì, của mật tông Phật giáo chúng ta. Đó. Bùa chú Phật tông Phật giáo chúng ta nó chỉ giúp cho các vong linh gì là tốt thêm thôi, giúp cho người sống chúng ta tốt thêm thôi. Ví dụ như chúng ta thấy ngày Tết thầy hay phát cho chúng ta một cái chú Án Mani Bát Minh Hồng của Đức Quan Âm ấy, cái câu thần chú đấy, người không biết thì bảo đấy là bùa đấy, bảo là thầy đi bỏ bùa cho dân, cho nên dân mới kéo đầy đến chùa Khai Nguyên. Khổ thân thế. Mà mình cho cái đó để cầu nguyện cho, cầu nguyện Đức Quan Âm gia trì cho họ bình an. Cho nên cái bùa ở trong nhà Phật á, nó không phải là cái bùa chú để chấn yểm, để bắt ma trừ tà,
trừ quỷ rồi các thứ vân vân đó, mà bùa trong nhà Phật đó, là đều hướng người ta đến cái thiện cả. Gọi là bùa thôi, nhưng thực tế gọi là chú. Gọi là chú thì đúng hơn. Nhà Phật chúng ta không gọi là bùa, nhà Phật chúng ta gọi là chú. Những cái câu thần chú được gì? Được luyện và được viết vào trong đó. Ví dụ như chú gì? Chú An Mani Bát Minh Hồng, hay là chú Vãng Sinh chẳng hạn. Nhưng mà các tổ sau khi ngộ đạo, các ngài gì? Các ngài lấy từng trong những câu thần chú đó để viết tha thành cái gì? Cái phù chú ấy, để mục đích là để độ âm, độ dương. Cũng là một cái phương pháp. Ví dụ như cái mền Quang Minh ấy, của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng ấy, cái mền Quang Minh ấy, khi người ta mất đi ấy, đem đắp lên gì? Trong vòng 8 đến 10 tiếng, 12 tiếng đồng hồ ấy, đem đắp cái mền Quang Minh đó lên trên thân thể người mới mất kia và trì chú hoặc niệm Phật, thì họ nói rằng ấy, cái linh hồn, cái thần thức của người mất kia sẽ sớm được đi siêu thoát. Đó, sớm được đi siêu thoát. Nhưng chúng ta nhớ cái mền Quang Minh đó nhé, chỉ sau khi mà để đó thôi, sau thì đắp trên người mới mất kia xong đó, thì chúng ta lại giặt sạch sẽ đi, lại dùng cho người khác được. Chứ không phải là đem bọc vào cái thân người chết để chôn xuống dưới đất nhé. Nhớ cái điều đó. Một số chùa, một số người bây giờ đang làm nhầm đấy. Đem cái mền Quang Minh đó quấn quanh người chết và chôn xuống dưới đất. Hoặc là đem đi hỏa thiêu. Làm thế là sai. Mền Quang Minh ấy họ chỉ có đắp khi người đó vừa mất, đắp khoảng độ tầm vài tiếng đồng hồ sau, cái khi chúng ta trợ niệm đó, mình gọi là trợ niệm, người tu tịnh độ chúng gọi là trợ niệm. Đó, sau khi trợ niệm xong một cái, thì lại lấy cái mền Quang Minh nó về giặt sạch đi, phơi khô đi, lại đem đi dùng cho trường hợp khác, trợ niệm cho người khác được. Đấy. Nhưng chúng ta nhớ nhé, cái mền Quang Minh nó không được để lên trên ban thờ Phật nữa, khi nó đắp người chết rồi, đắp cho người chết rồi không được để lên trên ban thờ Phật nữa. Nhớ nhé. Mà chúng ta chỉ được gặp giặt rũ sạch sẽ đi, là ủi sạch sẽ đi, để vào cái hộp, cái cháp gì, để ở dưới ban thờ Phật thì được. Tức là ở dưới gầm, dưới tủ thì được. Để trong tủ, trong hòm, trong tủ thì được. Không được để lên trên ban thờ Phật nữa. Đấy. Còn cái trường hợp này, Phật tử này hỏi rằng đấy, đi làm bùa làm chú như thế, lo lắng lắm. Cứu, không phải cứu. Chẳng gì phải cứu cả. Bởi vì lên đó các cụ, các hòa thượng làm nó cũng là một cái phương pháp cúng và quy cho vong và hướng cho vong hướng thiện thôi, không sao. Vong ở lại chùa thì ở, vong chẳng ở thì vong lại gì? Lại về mà, có cái gì đâu. Thì giống như các Phật tử đến chùa đây này, tu ai ở lại với thầy cạo tóc đi tu thì ở, mà chả ở thì về. Có ai ở không, xung phong không? Thấy chưa, có ai xung phong đâu. Và tu 3 ngày thì ở. Nhưng mà cạo tóc đi tu trọn đời thì có mấy người xung phong đâu. Đúng không? Đâu phải dễ đâu. Đấy, thì tương tự như thế. Nói thế để chúng ta dễ hiểu. Không có là oan ức cho các hòa thượng, oan ức cho các sư ở các chùa đó, là dùng bùa chú để bắt ma rồi, để bắt vong rồi, để nhốt vong, để trói vong, rồi hành hạ vong của gia đình chúng ta. Không có đâu. Đấy, chúng ta nhớ cái điều đó. Ai mà đi tuyên truyền cái đó, là tuyên truyền thì họ phá đạo đấy. Phật tử này hiểu cũng chưa rõ cái đó. Thầy nói là gì? Cái trường hợp mà vong mà bị bùa chú do các thầy phù thủy á, nó dùng âm binh á, nó bắt á, để nó làm gì á? Nó làm cho kẻ hầu người hạ, làm biến thành những âm binh nó, hoặc nó để khống chế âm dương gia đình của chúng ta thì mới sợ. Còn các hòa thượng thì các thầy tu hành chân chính thì không bao giờ ai dùng cái đó, dùng cái pháp đó để bắt vong, để trục lợi cả, không bao giờ. Mà hai cái ngôi chùa mà các vị nêu kia toàn là cái ngôi chùa lớn. Một cụ thì là phó chủ tịch Trung ương Giáo hội, một cụ thì là phó pháp chủ Trung ương Giáo hội. Chắc chắn các cụ nó không bao giờ làm những cái việc xấu ác đó. Mà các cụ đó đều là thầy tổ của chúng tôi hết, đều là giới sư, là thầy tổ của chúng tôi hết. Cho nên các vị yên tâm, không lo nha. Còn cái việc mà các cụ vong bây giờ được lợi ích hay không, Phật tử này cứ xem đi, tụng kinh Địa Tạng các cụ nói rồi, tụng 7 ngày, công đức đã nhiều rồi mà tụng được mấy tháng nay rồi, đem hồi hướng cho ông cụ thì thầy nghĩ rằng chắc chắn ông cụ cũng sẽ gì phần nào hưởng được cái công đức mà con cháu gì ở trên cõi dương này đã gì đã làm cho các cụ. Cho nên cứ yên tâm mà đi pháp hội như thế này để hồi hướng cho các cụ này, làm bài vị hoặc làm sớ
cho các cụ như thế này đã là cũng yên tâm rồi, không phải lo lắng là vong linh của ông cụ thì còn lang thang ngoài đường, rồi con cháu thì ở nhà ăn sung mặc sướng, nhà cao cửa rộng, không sợ cái điều đó. Tất cả đều do tâm chúng ta. Từ hôm nay về thì yên tâm đi, nhất tâm tụng kinh để hồi hướng niệm để cho các cụ thôi, không phải lo gì những cái chuyện đó. Chuyện đó có Phật Bồ Tát lo, chúng ta chỉ có nhất tâm thôi. Còn cái việc các cụ ở đâu đó, đó là Phật Bồ Tát sẽ lo, chúng ta lo không được.